giá trị văn hóa tinh thần từ thời đại hùng vương lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi miền đất nước, thấm đẫm trong suy nghĩ, hành động của mỗi công dân đất Việt với khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Những giá trị ấy đã theo dấu chân người Việt rất tổ quốc, rồi tiếp tục đi tới tại Việt Nam và vùng Tây Bắc. Những di sản tinh thần ông Phan Xuân Hữu cùng vào du học của quốc gia và người dân trung hồn. Hàng tiền an nâng từng đàn chim vỗ cánh tung trời. Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời. Trường thương yêu Việt Nam miền Bắc, về miền Nam nghe dòng hò âu mẹ hát con. Giờ tôi là 14 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam. Hãy cùng nắm tay đưa non sông Việt Nam đi lên. Hãy cùng sát vai Việt Nam qua cơn bão tố, một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình. Sau sương mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời yêu hát. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát, dòng nước mắt rồi sẽ lao đi. Ta cùng bước trên con đường dài, người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim là sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam. Non sông Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố, một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình. Dòng xưa mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời yêu ái. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát, dòng nước mắt rồi sẽ lao đi. Ta cùng bước trên con đường dài, người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim là sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam. Hãy subscribe qua ngàn trùng núi cao vẫn miệt mài gánh thời gian, vẫn băng qua bao tháng gành và vẫn trông tranh nỗi buồn vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.